đồng điều khối lượng. Đồ đồng điều khối lượng thì áp dụng cho tất cả các dạng bào chế rắn luôn ha. Thì cái phép thử này, người ta nói là phép thử này dùng để xác định đồ đồng điều phân liều của chế phẩm dạng rắn. Như nãy cô nói đó, các món dạng rắn người ta sẽ phân chia liều theo khối lượng, và cái hàm lượng hoạt chất trong các thuốc dạng rắn là nó sẽ liên quan đến khối lượng của thuốc, cho nên là mình phải kiểm cái độ đồng điều khối lượng ha. Và cái phép thử này không yêu cầu đối với những cái chế phẩm đã thử độ đồng điều hàm lượng. Tức là như thế này nè các anh chị, dược điểm người ta quy định những cái thuốc mà đã thử độ đồng điều hàm lượng của tất cả các hoạt chất có trong thành phần rồi thì chúng ta không phải thử độ đồng điều khối lượng ha. Và nãy chúng ta đã nói rồi, trường hợp nào thì chúng ta thử độ đồng điều hàm lượng. Và lưu ý cho cô là hồi nãy ở cái phụ lục 11.2 là mình cô cho các anh chị cái ví dụ là những cái thuốc mà trong thành phần nó có chỉ có một hoạt chất thôi, và cái hoạt chất đó là nó có hàm lượng nhỏ, cho nên là mình làm độ đồng điều hàm lượng cho một cái hoạt chất đó. Còn trường hợp sẽ có trường hợp trong thuốc của mình nó sẽ có nhiều hoạt chất ha, trong thành phần nó sẽ có nhiều hoạt chất, mà trong đó nếu như có những cái hoạt chất nào nó có cái hàm lượng nhỏ như quy định theo phụ lục 11.2 thì chúng ta phải làm độ đồng điều hàm lượng. Và chỉ khi nào mình làm độ đồng điều hàm lượng của tất cả các hoạt chất có trong thành phần của thuốc thì mình mới không làm độ đồng điều khối lượng, lưu ý cho cô. Ví dụ như một cái thuốc nó có 3 hoạt chất mà trong đó mình chỉ làm độ đồng điều hàm lượng của một hoạt chất thôi thì cái thuốc này mình vẫn làm độ đồng điều khối lượng, trừ khi nào cái thuốc có 3 hoạt chất mà cả 3 hoạt chất này đều có hàm lượng nhỏ và mình làm độ đồng điều hàm lượng hết của cả 3 hoạt chất luôn thì lúc đó mình không phải làm độ đồng điều khối lượng, lưu ý cho cô ha. Rồi trong cái phụ lục 11.3 có hai cái bảng, bảng 11.3.1, cái bảng thứ nhất là cái bảng 11.3.1, cái bảng này là người ta sẽ cho mình cái quy định trên lệch về độ đồng điều khối lượng cho các cái chế phẩm đơn liều dạng rắn đơn liều. Còn cái bảng 11.3.2 là cái bảng trên lệch cho phép về độ đồng điều khối lượng cho các cái chế phẩm rắn đa liều. Đa liều với đơn liều thì nó cái phần trăm trên lệch sẽ khác ở chỗ này các anh chị. Trường hợp chế phẩm rắn đơn liều thì cái phần trăm trên lệch về khối lượng sẽ so với khối lượng trung bình. Còn đa liều là phần trăm trên lệch sẽ so với khối lượng nhãn. Và một cái điểm nữa là với các thuốc dạng rắn thì cái phần trăm chênh lệch về khối lượng nó sẽ là cộng trừ bao nhiêu phần trăm đó ha, được phép cộng trừ bao nhiêu phần trăm so với khối lượng nhẹ hoặc khối lượng trung bình. Rồi cái bảng 11.3.1 là thuộc cho cô cái bảng này. A là bảng quy định độ đồng điều khối lượng cho các chế phẩm rắn đơn liều. Trường hợp thứ nhất là với dạng rắn, với cái dạng bào chế viên nén và viên bao phim ha. Thì viên nén và viên bao phim mà nếu như cái viên của mình nó có khối lượng trung bình nhỏ hơn hoặc bằng 80mg thì cái mức trên lệch cho phép về khối lượng sẽ là cộng từ 10% so với khối lượng trung bình nha các anh chị. Còn cái viên nén và viên bao phim mà cái khối lượng trung bình nó lớn hơn 80, nhỏ hơn 250 thì cái phần trăm trên lệch về khối lượng sẽ là cộng trừ 7,5% so với khối lượng trung bình. Và trường hợp viên nén, viên bao phim có khối lượng lớn hơn nữa, tức là lớn hơn hoặc bằng 250mg thì cái phần trăm trên lệch so với khối lượng sẽ là cộng trừ 5% so với khối lượng trung bình, nhớ cho cô ha. Tùy từng dạng bào chế và tùy khối lượng trung bình tương ứng sẽ có mức chênh lệch cho phép về khối lượng là bao nhiêu. Rồi trường hợp với cái dạng bào chế là thuốc viên nén và thuốc cớm không bao, thuốc bột, thuốc cớm đơn liều với thuốc viên nén thì nó sẽ có hai mức. Trường hợp khối lượng trung bình nó nhỏ hơn 300mg thì cái phần trăm chênh lệch về khối lượng sẽ là cộng từ 10%. Còn cái trường hợp khối lượng trung bình nó lớn hơn hoặc bằng 300mg thì cái phần trăm chênh lệch về khối lượng sẽ là cộng từ 7,5%. Trường hợp thứ ba là một cái dạng bào chế đặc biệt là thuốc bột để pha tiêm đơn liều đó chị. Cái dạng này là sao? Một cái
bột vô khuẩn người ta sẽ đóng trong một cái lọ hàng kín có nắp nút nhãn, khi dùng kèm theo một cái ống dung môi vô khuẩn, khi dùng rồi mới hòa tan rồi mới tiêm đó, nó mới pha với dung môi rồi tiêm. Đó là mình kiểm, là mình kiểm cái phần bột, khối lượng của phần bột đóng trong cái lọ riêng đó. Và với thuốc bột pha tiêm thì người ta yêu cầu là những cái thuốc bột pha tiêm mà khối lượng trung bình lớn hơn 40mg thì mình mới làm độ đồng đều khối lượng. Tại vì những cái bột pha tiêm mà khối lượng trung bình nhỏ hơn hoặc bằng 40mg các anh chị, thì mình phải làm độ đồng đều hàm lượng, và khi đó mình không phải làm độ đồng đều khối lượng ha. Và là cái mức chênh lệch cho phép về khối lượng trong trường hợp với bột pha tiêm đơn liều là cộng từ 10% so với khối lượng trung bình. Với viên nén bao đường thì dễ nhớ, tất cả các loại cho dù khối lượng nó bao nhiêu đi nữa, nó cũng có một cái mức chênh lệch cho phép duy nhất là cộng trừ 10% so với khối lượng trung bình. Trường hợp thuốc đệm, thuốc trứng, cao dán thì tất cả các loại luôn, cho dù là người ta đóng với khối lượng bao nhiêu đi nữa thì cái mức chênh lệch cũng là cộng trừ 5% so với khối lượng trung bình. Chỉ có một mức duy nhất ha. Như vậy hai cái trường hợp này thì dễ nhớ là có một mức duy nhất, còn ba trường hợp này luôn ha. Còn hai cái trường hợp ở trên thì nó sẽ có nhiều mức, thì cô nhắc lại ha, các anh chị sẽ thuộc cho cô cái bảng này nha. Còn cái bảng 11.3.2 thì cái trường hợp đa liều thì cái phần trăm chênh lệch, nhớ cho cô là phần trăm chênh lệch sẽ so với khối lượng nhãn ha, và khối lượng nhãn là trên nhãn người ta sẽ ghi cho mình cái khối lượng đó, còn khối lượng trung bình là mình cân, mình tính toán mình mới có khối lượng trung bình ha. Và cái bảng này thì cô không yêu cầu thuộc, nó hơi khó nhớ. Cái phần trăm chênh lệch về khối lượng sẽ là bao nhiêu tùy theo khối lượng nhãn và tùy từng dạng bào chế. Nhưng mà ở đây có một cái trường hợp là thuốc cốm đa liều, nó có một mức duy nhất thì cũng dễ nhớ, nên các anh chị nhớ cho cô trường hợp thuốc cốm đa liều thì cái phần trăm chênh lệch so với khối lượng nhãn sẽ là cộng từ 5% cho tất cả các loại luôn, cho dù khối lượng nhãn là bao nhiêu đi nữa ha, cũng có một mức duy nhất thôi. Rồi bây giờ mình sang cái phương pháp thử ha, phương pháp thử của chỉ phương phụ lục 11.3 thì phụ lục 11.3 có 4 phương pháp, nhớ cho cô có 4 phương pháp, từng phương pháp áp dụng cho dạng bào chế nè. Phương pháp 1 áp dụng cho thuốc viên nén, thuốc đệm, thuốc trứng và thuốc dán. Cách thử là chúng ta sẽ cần 20 đơn vị riêng lẻ và mình lấy ngẫu nhiên nha. Mình sẽ lấy ngẫu nhiên 20 đơn vị riêng lẻ rồi mình sẽ tiến hành mình cân riêng lẻ từng đơn vị một, tức là mình phải cân 20 lần. Xong rồi mình tính ra khối lượng trung bình 20 viên ha, bằng bao nhiêu. Rồi sau đó mình mới có khối lượng trung bình, rồi mình mới tra cái bảng 11.3.1 để xem coi là tương ứng với cái dạng bào chế, một trong các dạng bào chế này và tương ứng với cái khối lượng trung bình mình vừa tính được đó. Thì theo cái bảng 11.3.1 nó có cái chênh lệch cho phép về khối lượng là bao nhiêu. Tức là mình xác định được cái mức chênh lệch cho phép về khối lượng, xong rồi mình tính ra cái khoảng chênh lệch rồi mình mới đánh giá kết quả. Đánh giá kết quả thì người ta yêu cầu là không được có quá 2 trong 20 viên đem cân đó các chị. Không được có quá 2, tức là chỉ được phép tối đa là 2 trên 20 viên đem cân nó có khối lượng nằm ngoài cái giới hạn chênh lệch so với cái quy định tại bảng 11.3.1. Nhưng kèm theo cái điều kiện nữa là không được có viên nào trong hai viên đó đó nó lệch gấp đôi giới hạn đó là được, tức là nó phải thỏa hai điều kiện. Bây giờ mình xem cho cô cái ví dụ là mình sẽ dễ hiểu hơn. Ví dụ bây giờ là mình có cái mẫu thuốc viên nén sulfaguanidin 500mg. Thì cái con số 500mg này nè các anh chị, là nó cho mình biết cái hàm lượng sulfaguanidin có trong một viên này là 500mg. Thì chắc chắn khối lượng viên nó sẽ lớn hơn 500. Vì sao? Vì trong viên thuốc của mình ngoài hạt chất là sulfaguanidin 500mg thì nó còn có cái thành phần tá dược nữa, cho nên là khối lượng là tổng cộng của tất cả các cái thành phần có trong công thức thì nó phải lớn hơn 500 ha. Rồi mình sẽ tiến hành thử với 20 viên
mình tiến hành cân, mình được 20 cái khối lượng. Xong rồi mình sẽ xếp cái khối lượng tăng dần từ bé đến lớn, từ trên xuống dưới, ha, từ trái sang phải. Đó. Còn mình không xếp theo thứ tự thì mình phải so 20 lần. 20 cái khối lượng là mình phải lấy, mình phải so 20 lần đó. Giờ mình xếp theo thứ tự thì mình chỉ cần lấy cái giá trị x min, giá trị khối lượng nhỏ nhất của mình, và x max là giá trị khối lượng lớn nhất, để mình so với cái giới khoảng giới hạn ha, so với giới hạn dưới và giới hạn trên. Rồi, bây giờ mình có, mình cân được khối lượng 20 viên rồi, mình mới tính khối lượng trung bình 20 viên, mình ra được là 0,5979 gram. Bây giờ viên nén mà có khối lượng trung bình là 0,5979 gram thì theo cái bảng 11.3.1, viên nén có khối, nó ở cái mức là lớn hơn 250 rồi. Lớn hơn 250mg. Cho nên cái mức chênh lệch cho phép về khối lượng sẽ là cộng trừ 5% so với khối lượng trung bình. Như vậy mình đã xác định được cái mức chênh lệch cho phép là về khối lượng là cộng trừ 5% so với khối lượng trung bình. Tiếp theo mình phải tính cái khoảng chênh lệch đó ra, rồi mình mới tiến hành đánh giá coi mẫu thử của mình nó đạt yêu cầu hay là không. Rồi mình tính được cái khoảng chênh lệch cộng trừ 5% đây là từ 0,5680 gram đến 0,6278 gram. Nha. Rồi bây giờ mình mới lấy cái giá trị x min của mình. X min là 0,5827, giới hạn dưới là 0,5680, và x min nằm trong giới hạn dưới thì những cái khối lượng còn lại sẽ nằm trong giới hạn dưới. X max của mình là 0,6175 gram. Giới hạn trên của mình là 0,6278 gram. Như vậy x max nằm trong giới hạn trên, có nghĩa là khối lượng của từng đơn vị riêng lẻ trong 20 đơn vị nó nằm trong khoảng này, trong khoảng cộng trừ 5% này. Cho nên mình kết luận là mẫu thử của mình nó đạt yêu cầu, tức là nó đạt chỉ tiêu độ đồng đều khối lượng ha. Đó là cái cách tiến hành thử và đánh giá kết quả của chỉ tiêu độ đồng đều khối lượng theo phương pháp 1. Rồi bây giờ phương pháp 2. Phương pháp 2 thì cách thử và cách đánh giá kết quả giống y hệt phương pháp 1 các anh chị. Nhưng mà ở đây mình xem là phương pháp 2 áp dụng cho thuốc viên nén, thuốc bột, thuốc cốm đơn liều. Mà cái dạng bào chế này như thế nào anh chị, là phần thuốc sẽ đóng vào trong vỏ nén cứng, hoặc là phần thuốc ép vào trong gói, hoặc là phần cốm ép vào gói. Cho nên là mà chúng ta kiểm là chúng ta kiểm khối lượng của cái phần thuốc thôi. Cho nên là khi chúng ta tiến hành thử là chúng ta phải cân, là chúng ta phải cân và chúng ta trừ ra khối lượng của bì. Tức là với viên nén chúng ta phải trừ ra khối lượng vỏ nén, với thuốc bột phải trừ ra khối lượng vỏ gói, ha, với thuốc bột, thuốc cốm. Cho nên là nó chỉ khác cái cách chúng ta cân để chúng ta xác định khối lượng trung bình bột thuốc trong nén hay là trong gói thôi. Chứ còn cách tiến hành cũng là tiến hành với 20 viên. Cách đánh giá kết quả giống y hệt phương pháp 1. Ha. Rồi, cách tiến hành chúng ta cân để chúng ta có khối lượng thuốc trong viên nén hay là thuốc gói là chúng ta sẽ, với viên nén cứng là chúng ta sẽ cân cả viên, sau đó chúng ta tháo rời hai nửa vỏ nén ra, chúng ta trút bột ra, rồi chúng ta dùng bông chúng ta lau sạch cái phần vỏ nén, rồi chúng ta cân lại khối lượng vỏ nén. Vậy ha, rồi với thuốc với, hoặc là với viên nén mềm thì chúng ta biết rồi, cái phần mà thuốc đóng vào trong cái vỏ nang mềm là ở dạng lỏng và thường nó có lường là dạng dầu ha. Cho nên là mình phải cắt mở vỏ nang mềm ra rồi mình bóp hết cái phần thuốc ra. Nhưng mà dầu thì mình khó rửa, không thể nào rửa bằng nước. Mình sẽ rửa cái vỏ nang mềm bằng một cái dung môi hữu cơ. Thường là mình sẽ dùng ete hoặc là aceton để mình rửa ha. Mà dung môi hữu cơ kém phân cực thì mình sẽ rửa nó sẽ dễ dàng hơn cái dung môi phân cực ha. Ít dung môi hữu cơ ete là dễ rửa hơn ha. Ete hoặc là aceton cũng được ha. Nhưng mà mình không rửa được với nước, lưu ý ha. Rồi rửa xong rồi mình để cho cái dung môi nó bay hơi khô đi, vỏ nang nó mềm nó khô rồi mình mới cân lại. Còn với gói, trường hợp thuốc bột và thuốc cốm thì mình cân cả gói trước, sau đó mình cắt mở gói, mình trút bột hoặc trút phần thuốc cốm bên trong ra, rồi mình dùng bông gòn mình lau sạch
cái phần bột bám ở mặt trong của vỏ gói mình cân lại khối lượng vỏ nha. Như vậy khối lượng thuốc trong nang hay là trong vỏ sẽ là hiệu giữa hai lần cân, tức là mình phải lấy khối lượng ban đầu mình trừ khối lượng bì là mình sẽ ra được khối lượng thuốc trong một nang hay trong một gói, mình tiến hành lần lượt với 20 nang hay là 20 gói, xong rồi mình tính khối lượng trung bình bột thuốc trong nang hay trong gói ha, rồi mình đánh giá kết quả giống y hệt phương pháp một. Rồi bây giờ xem cho cô cái ví dụ. Ở đây mình có cái thuốc viên nang cứng Cefalexin 250mg. Thì cái con số 250mg này là nó cho mình biết cái hàm lượng Cefalexin có trong cái viên này là 250mg đó các anh chị. Và khối lượng bột thuốc chắc chắn phải lớn hơn, vì để đóng thuốc vào trong vỏ nang thì cái thuốc người ta sẽ thêm thành phần tá dược. Nhưng mà thường trong cái nang thì cái thành phần tá dược nó sẽ, người ta sẽ ít hơn trong cái dạng thuốc viên nén ha. Rồi với Cefalexin 250 thì khối lượng chắc chắn nó phải lớn hơn 250. Đây chúng ta xem, chúng ta tiến hành cân khối lượng của 20 viên, chúng ta được kết quả như sau. Đầu tiên ta cân cả viên thuốc, sau đó chúng ta tháo rời hai nửa vỏ nén, trút bột ra, dùng tăm bông lau sạch, cân lại khối lượng vỏ, và chúng ta lấy khối lượng ban đầu trừ khối lượng vỏ là chúng ta ra được khối lượng của phần bột thuốc ở bên trong cái viên nén đó. À, là nó ra là 0,3022. Tương tự như vậy cho các viên còn lại. Và mình cũng xếp khối lượng theo thứ tự tăng dần từ bé đến lớn ha, để mình có được cái giá trị x-min, x-max. Xong rồi mình tính khối lượng trung bình bột thuốc trong một viên nang, mình ra được là 0,3254g, tức là 325,4mg các chị. Thì bây giờ mình tra cái bảng 11.3.1 thì mình thấy là với viên nang mà có khối lượng trung bình ở cái mức là 325,4mg, tức là nó ở cái mức là khối lượng trung bình này nó lớn hơn 300mg, cho nên mình xác định được cái mức chênh lệch cho phép là cộng từ 7,5% so với khối lượng trung bình theo cái bảng 11.3.1. Rồi xong mình mới tính cái khoảng chênh lệch ra để mình đánh giá kết quả. Đây mình tính cái khoảng chênh lệch cộng trừ 7,5% so với khối lượng trung bình là được là từ 0,3010 đến 0,3498g. Rồi bây giờ mình mới xem nè, x-max, x-min của mình là 0,3022g. Giới hạn dưới của mình là 0,3010. X-min nằm trong giới hạn dưới. X-max 0,3524g. Giới hạn trên 0,3498g. Như vậy x-max nằm ngoài giới hạn rồi, nằm ngoài giới hạn trên rồi. Mình nằm ngoài thì mình sẽ kiểm tra cái giá trị liền kề cái thằng x-max là 0,3348. Ở đây giới hạn trên là 0,3498, như vậy thằng này nằm trong. Như vậy chỉ có cái thằng x-max nằm ngoài giới hạn cộng 7,5 thôi. Như vậy tới đây thì mình phải làm sao? Mình phải xét giới hạn gấp đôi vì có một viên nằm ngoài giới hạn cộng trừ 7,5%. Và theo tiêu chuẩn và theo quy định nãy người ta cho phép là không được quá hai, tức là một hoặc hai viên nằm ngoài giới hạn cộng trừ 7,5 thì được, nhưng mà không, một hoặc hai viên đó không được lệch quá giới hạn gấp đôi. Cho nên mình phải kiểm tra xem cái viên x-max này nó có nằm trong giới hạn gấp đôi hay không. Gấp đôi là cộng trừ 15%. Rồi bây giờ mình mới tính cái khoảng chênh lệch cộng trừ 15% là từ 0,2766g đến 0,3074g. Rồi x-max là 0,3524g, giới hạn cộng 15 là 0,3742g. Như vậy x-max nằm trong giới hạn trên. Như vậy có nghĩa là mình kết luận là mẫu thử của mình nó đạt yêu cầu, tức là nó đạt độ đồng đều khối lượng. Vì sao? Vì nó có một viên nằm ngoài giới hạn cộng trừ. Một trong 20 viên chúng ta đem cân á, nó có khối lượng nằm ngoài giới hạn cộng trừ 7,5%, nhưng nó nằm trong giới hạn cộng trừ 15%. Nha, cho nên chúng ta kết luận là mẫu thử đạt yêu cầu. Rồi mình sang cái phương pháp 3. Phương pháp 3 áp dụng cho một dạng bào chế duy nhất các anh chị là thuốc bột để pha tim. Và nãy cô đã nói cái dạng bào chế này rồi. Và với thuốc tim là người ta yêu cầu là nhãn phải đến đơn vị đóng gói nhỏ nhất ha, tức là đơn vị đóng gói nhỏ nhất cũng phải có dán nhãn. Rồi bây giờ là cái phương pháp 3 thì cách tiến hành thử và cách đánh giá kết quả giống y hệt phương pháp 1, tức là mình cũng cần 20 đơn vị chế phẩm ha. Nhưng mà ở đây vì cái dạng bào chế nó đặc biệt như vậy đó, bột thuốc đóng, bột thuốc vô khuẩn đóng vào trong cái lọ,
Có dán nhãn, nắp nút hàng kính, cho nên là khi cân là mình phải loại bỏ hết cái nhãn, rửa sạch cái phần bên ngoài của cái lọ đi, rồi bỏ cái phần nắp nút luôn, rồi mình mới đặt cái lọ bột lên cân mình cân. Sau đó mình lấy hết thuốc ra, mình dùng bông mình lau sạch cái phần thuốc ở trong bám ở trong lọ. Nhưng mà thường là mình sẽ rửa với nước, vì thường là những cái lọ này là lọ thủy tinh, nhưng mà có trường hợp nó lật cái lọ mà không phải thủy tinh. Lọ nếu lọ thủy tinh thì chúng ta rửa với nước, sau đó chúng ta tráng ethanol 96%, chúng ta sấy sấy ở 100 đến hoặc là 105 độ trong khoảng 1 giờ cho cái lọ nó khô để mình cân lại cái lượng bì. Còn có trường hợp cái lọ không phải là lọ thủy tinh, nó không chịu được nhiệt thì mình không được sấy rồi, tức là mình sẽ làm khô bằng cách mình bỏ trong bình hút ẩm ha. Rồi mình sẽ cân lại khối lượng của cái bì. Mình tiến hành như vậy với tổng cộng 20 đơn vị chế phẩm. Rồi mình mới tính ra khối lượng trung bình bột thuốc. Rồi mình đánh giá kết quả giống y hệt phương pháp 1. Rồi phương pháp 4. Phương pháp 4, duy nhất phương pháp 4 của phụ lục 11.3 áp dụng cho dạng rắn đa liều. Vì nó áp dụng 3 cái phương pháp 1, 2, 3 áp dụng cho dạng rắn đơn liều và phương pháp 4 áp dụng cho dạng rắn đa liều, cho nên nó sẽ khác hoàn toàn so với 3 cái phương pháp tôi vừa trình bày. Thì mình xem phương pháp 4 áp dụng cho các dạng bào chế là thuốc bột, thuốc gốm, đa liều, thuốc mỡ, cao xoa, cao động vật. Thuốc mỡ, cao xoa, cao động vật, chúng ta thấy người ta đóng cũng đa phần là đa liều ha. Thuốc mỡ đóng trong tuyếp. Rồi đa liều, trường hợp đa liều thì chúng ta khi chúng ta thử độ đồng đều khối lượng, chúng ta chỉ cần 5 đơn vị chế phẩm thôi. Lưu ý 5 đơn vị chế phẩm, con số cố định luôn thuộc ha. Rồi mình tiến hành cân khối lượng của từng đơn vị ha. Rồi sau đó mình mở cái đồ chứa, mình lấy mình cho hết thuốc ra, rồi mình làm sạch cái phần bao bì đó. Rồi mình sau đó mình cân lại để mình có khối lượng bì đó. Rồi xong mình sẽ tính được khối lượng thuốc ha. Tức là ở đây là bột thuốc, thuốc bột đa liều, thuốc cốm đa liều, thuốc mỡ, cao xoa là mình cân, mình phải trừ bì đó. Mình tiến hành tổng cộng với 5 đơn vị lần lượt làm như vậy ha. Và hồi nãy cái phần trăm trên lệch về cái khối lượng so của các thuốc dạng rắn đa liều sẽ là cộng trừ bao nhiêu phần trăm đó tùy dạng bào chế, tùy khối lượng nhãn. Cho nên ở đây mình không tính khối lượng trung bình, chú ý ha. Rồi như vậy thì mình cân từng đơn vị riêng lẻ xong rồi mình mới đánh giá kết quả. Tất cả các đơn vị, tức là 5 đơn vị đem thử, nó phải có khối lượng thuốc nằm trong cái khoảng giới hạn trên là so với khối lượng quy định tại bảng 11.3.2. Nếu có một đơn vị, một trong năm đơn vị mà nó có khối lượng không nằm ngoài cái giới hạn quy định tại cái bảng 11.3 thì được thử lại lần hai. Lần hai thử với năm đơn vị khác. Và lần thử lại không được có quá 1 trên 10, tức là tổng cộng hai lần thử là 10 đơn vị đó. Chỉ được có tối đa là một đơn vị có khối lượng nằm ngoài quy định thôi. Như vậy chúng ta thấy phương pháp 4 là được lần 1, nếu có một đơn vị nằm ngoài thì được thử lại lần 2. Còn phương pháp 1, 2, 3 là không có làm lại, không có được làm lại lần 2 ha. Chỉ xét giới hạn gấp đôi cho nó đạt hay không đạt ha. Còn nếu nó không đạt thì coi như là kết luận mẫu thử không đạt yêu cầu, chứ không có thử lại lần 2. Rồi xem cho cô cái ví dụ. Mình có cái thuốc bột Orezon khối lượng nhãn 4g. Rồi cái bột này là mình biết là cái bột thuốc bột đa liều. Một cái gói 4g này mình pha ha, mình pha với nước, mình sẽ uống dần để bù điện giải trong trường hợp bị mất nước ha. Rồi và mình sẽ tiến, vì mình xác định được thuốc của mình là dạng bột đa liều. Dạng bột đa liều thì mình cần 5 đơn vị thôi ha. Rồi mình tiến hành cân, cân khối lượng cả gói, xong cắt mẫu trúc bột ra, lau sạch vỏ gói, cân lại khối lượng vỏ.
Xong rồi mình tính được khối lượng bột thuốc trong gói thứ nhất lần lượt như vậy với 5 gói. Mình xếp thứ tự, xếp khối lượng thuốc tăng dần theo thứ tự từ bé đến lớn để mình được X-min, X-max. Xong mình tra cái bảng 11.3.2 để mình xác định cái mức chênh lệch cho phép tương ứng với cái dạng bào chế này, dạng thuốc bột khối lượng nhãn 4 gram. Ha, thì mình ở đây mình không tính khối lượng trung bình, mình sang khối lượng nhãn ha. Thì cái mức chênh lệch cho phép trong trường hợp thuốc bột là trường hợp 4 gram, khối lượng nhãn 4 gram là cộng từ 5% so với khối lượng nhãn. Rồi bây giờ mình mới tính là 4 gram cộng từ 5% là bao nhiêu. Tức là từ 3,8 đến 4,2 gram. Rồi mình coi X-min của mình 0,40683, 4,0683 gram. Giới hạn dưới là 3,800. X-min 100 giới hạn dưới. X-max 4,2638 gram. Giới hạn trên 4,200. Rồi X-max nằm ngoài. Giá trị liền kề của X-max là 4,1990. Giới hạn trên là 4,2, vậy thằng này nằm trong. Như vậy chỉ có mỗi cái thằng X-max nằm ngoài thôi thì được phép thử lại lần 2 với 5 đơn vị khác, và lần 2 tiến hành cân giống y như lần đầu, và mình được cái kết quả của lần 2 như sau ha. Mình cũng xếp theo thứ tự khối lượng theo thứ tự từ bé đến lớn, tăng dần từ bé đến lớn, mình được X-max, X-min. Rồi X-min 4,0306 gram, giới hạn dưới là 3,8 gram. X-min nằm trong giới hạn dưới. X-max 4,1073 gram, giới hạn trên là 4,200 gram. Như vậy X-max nằm trong giới hạn trên các anh chị ha. Như vậy thì lần thử lại không có đơn vị nào nằm ngoài mức chênh lệch cộng từ 5% trên á. Cho nên là mẫu thử của mình nó đạt yêu cầu, tức là mẫu thử nó đạt cái độ đồng đều khối lượng. Rồi đó là cô trình bày xong với các anh chị cái nội dung của chương 2, đó tức là ba cái phụ lục. Và ba cái phụ lục này là ứng dụng rất là nhiều ha. Sang cái chương 3 chúng ta sẽ thấy tất cả các dạng bào chế ha đều áp dụng ba cái dạng, ba cái phụ lục này trong cái tiêu chuẩn chất lượng thuốc. Thì cái chương 2, nội dung của cái chương 2 sẽ là nội dung của cái bài kiểm tra cuối cùng của mình ha. Cái bài kiểm tra cái cột số 2 á, là buổi sáng mình sẽ kiểm ha. Nhưng mà hôm trước là tôi có thông báo với lớp là buổi sáng là buổi ngày 29 tháng 5, là cô bận nên là các bạn dời cho cô qua 25 tháng 5. Nhưng mà dời 25 tháng 5 còn tùy các bạn muốn kiểm tra vào 29 thì cô sẽ xét cái đề cho làm kiểm tra cái cột 2 vào ngày 29 tháng 5. Thì cô sẽ thông báo giờ, tới giờ các anh chị lên các anh chị làm thôi. Nhiều khi 25 thì sớm quá, nhiều khi các anh chị chưa học bài được. Thì như thế nào thì mình thống nhất rồi mình báo lại cô sao ha. Rồi, thì cái thời gian còn lại thì các anh chị xem khoảng 10 phút đi. Coi cái bài này có cần có phần nào thì mình trao đổi, thắc mắc thì mình trao đổi ha. Rồi sau đó là các anh chị ôn bài. Tới 10 giờ rưỡi là các anh chị sẽ mở đề, các anh chị kiểm tra cái bài điểm quá trình, để lấy điểm quá trình cái cột số 1. Nội dung là của cái chương 1, nghiệp vụ công tác kiểm nghiệm thuốc, 20 câu, 20 phút.